Xin chào mọi người, mình là Jenny và hôm nay mình sẽ giới thiệu với cậu về sản phẩm về y tế cho mọi người về công ty USEM. Công ty USEM là công ty về gì? Được thành lập vào năm 1999. Công ty USEM là khởi đầu công ty một công ty chuyên ngành kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn sinh học. Bạn nghe thấy bên đây, đây là hai sản phẩm của hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người. Và đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất các sản phẩm kiếm dịch như máy vận chuyển áp suất ấm, xe lăn cách ly áp suất và thiết bị áp suất âm đi di động để ngăn ngừa hiệu quả cái bệnh truyền nhiễm với mới như kiểu MERS và COVID-19. Và đây là một công ty đang mở rộng. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sản phẩm cho mọi người ở hai cái trong phòng bên này. Thì sản phẩm đầu tiên của mình là sản phẩm gọi là chất mạng áp suất ấm, là đây, chất mạng áp suất ấm đây. Sản phẩm đầu tiên của mình là được sản xuất với mục đích là ngăn ngừa lây nhiễm thứ cấp bằng cách ly và hoàn toàn bệnh nhân nhiễm bệnh để cách ly hoàn toàn bệnh nhân nhiễm bệnh khi đi di chuyển. Tính năng của sản phẩm là thiết kế nhẹ và chi phí thấp dựa trên khung máy bay đầu tiên trên thế giới, giảm chi phí bảo trì nhờ nội địa hóa các bộ phận chính như ở bộ lọc 20 đến 30% so với các sản phẩm nước ngoài, và hiển thị chi tiết và giải thích cấu trúc thiết bị áp suất ấm, thanh trưng bày bút xạ, bộ lọc đảm bảo sự tiện lợi khi thay và giảm chi phí báo trì. Và câu lạc bộ phụ trợ là khung bạn máy bay CT có thể thực hiện khi bệnh nhân bị nhiễm trùng đang ở trên máy bay. Khóa kéo đóng, đây là cái khóa kéo đóng, người ta có cái mọi thứ này. Có khóa kéo đóng đây. Khóa kéo đóng. Mặt nạ oxy đầu vào. Túi đựng sản phẩm bảo quản dễ dàng, bảo quản rất là dễ dàng. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm đây là có thể chụp CT được, đảm bảo tính liên tục của quá trình chụp CT với đổi mới quy trình khứ trùng phòng chụp CT. Và thời gian lắp ráp là 3 phút, áp dụng công nghệ khung khí. Nó rất là quan trọng trong ngành về y tế, là cái thời gian nó rất là quan trọng, bởi vì người bệnh nhân là người ta đang có bệnh mọi thứ nên họ phải cần mọi thứ để nhanh nhẹn và có thể cẩn thận được. Và họ đã nói rằng là cái thời gian lắp ráp là 3 phút để mở mọi thứ đóng, chuẩn bị mọi thứ nó rất là nhanh và tiện lợi, nên cái đấy là rất là ích và giúp có ích lợi với người bệnh nhân được, và các người trong đang bị vấn đề hay là đang phải đi khám nhanh lên hay là mọi người các thứ như thế. Được trang bị nguồn điện thứ cấp để sử dụng khẩn cấp với 8 pin AA khi pin tích hợp bị cạn. Và người tiêu dùng, mục tiêu bây giờ mình nói về người tiêu dùng nhé, là những người lao động miệt mài trên tuyến đầu phòng chống dịch. Mùa này bây giờ đang là bị corona, mọi người đều biết rằng là cái dịch này mình thực sự không biết rằng là bao lâu sẽ có cái dịch này thêm, bởi vì các cái mọi ngày cái số lượng các cái người mà cứ bị nhiễm nó cứ cao lên và nó không ngừng ngở dừng lại, nên các thứ như gọi là cái thứ mà cách ly được mọi người này, cái cách để phòng tránh để giữ cái để đừng làm cho nó cái dịch nó nhiễm thì là một cái đồ rất là ích và có lợi cho tương lai của con người. Nếu mà mình muốn ngăn ngừa và dừng lại cái bệnh corona thì mình phải thực sự cần các cái đồ mà nó có thể bào và dừng lại và separate giữa con người và cái dịch. Và bây giờ có rất là nhiều người mà hay đi chơi ra ngoài và lại bị nhiễm, xong họ spread cho người khác nên mọi người phải đi bệnh viện. Và lúc đi bệnh viện thì mình phải cần cẩn thận, mình phải cần biết rằng là sẽ có nơi mà nó có thể bảo vệ mình, cái người bệnh nhân từ cái dịch. Và mình có thể thấy rằng này, nó rất là tiện lợi, bỏ tay nó rất là dễ này. Và có cái màn đây này, cái màn đây nó rất là bảo vệ từ bên trong và bên ngoài. Có các cái zipper, cái này. Và cái phần oxy mà người ta có thể control được đây này, chỗ này. Và nó rất là sạch sẽ, nó nhìn rõ ràng, mình có thể nhìn qua được, mình có thể nhìn được. Và có mọi thứ mà nó có thể cầm như này. Đấy. Nó có handle, mọi thứ nó rất là tiện lợi và cầm và có thể rất là portable. Đây, mọi người nghe này. Và mình có thể giữ sạch sẽ, mình có thể lau, mình có thể làm mọi thứ được. Mình chỉ cho mọi người lại nhá. Đấy. Như này. Ok.
Bây giờ mình sẽ ra sản phẩm thứ hai của mình. Là sản phẩm thứ hai là xe lăn cách ly áp suất, được sản xuất với mục đích vận chuyển bệnh nhân bị nhiễm và nghi ngờ bị nhiễm bệnh từ khu vực bị ô nhiễm đến khu vực có thể điều trị và kiểm tra, đồng thời ngăn ngừa nhiễm trùng thứ cấp. Đây. Các tính năng của và lợi ích là giữ áp suất dưới 2,5 PA và khung chắc chắn STS-304 và là 25mm trong trường nhìn rộng. Và có khả năng được tính tình trạng của bệnh nhân trong quá trình vận chuyển và đưa đón nhân viên y tế một cách thuận tiện và có thể sử dụng chất lỏng tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân bằng cách áp dụng ở một dây kéo trong suất bến. Đấy. Có thể giảm chi phí bằng cách đảm bảo sự thuận tiện thay cho bộ lọc 1/10 so với các công ty khác và đảm bảo độ tin cậy thông tin qua tính di động, rất là có thể dễ di chuyển được các chứng nhận khác nhau của các thiết bị áp suất âm thanh. Tương thích với thiết bị tiêu âm của hãng tiêu âm, hiện có công ty có thể kiểm tra được chênh lệch áp suất thời gian thực trong buồng cách ly và kiểm tra mực pin còn lại, có thể sử dụng pin AA cấp trợ tốc 8 chiếc và 6 giờ hoạt động liên tục và hiển thị chi tiết và giải thích là dây kéo sơ cứu lọng trưng bày, và cái trưng bày nó rất là đẹp. Và cái velcro nó có cái chức năng rất là hay là nó có cái velcro sửa chữa được. Này, mọi thứ đây nó mình nhìn cái chất vải nhá. Mọi thứ nó rất là mình có thể nhìn được người bệnh nhân, mình có thể suốt ngày có thể nhìn được bệnh nhân để xem họ có không sao không này, da họ có sao không, họ có bị đang bị ốm, họ có nhìn ốm yếu hay đau không này. Và mình có thể cầm hai bên này. Họ có các cái nơi túi đây. Đây. Wheel rất là mạnh này, họ có đủ chỗ để ngồi cho bệnh nhân. Họ có cái phần pin này này, nó hiện ra cái pressure là cái áp lực PA và cả cái charge rate là cái phần trăm này. Bật rất là dễ dàng, nhìn rất là dễ và nó rất là cái hình nó rất là comfortable, người bệnh nhân có thể ngồi rất là tốt. Và nên mình muốn nhấn mạnh lại một điều rằng là cái hai cái sản phẩm này là một sản phẩm của tương lai và thực sự là đang rất là cần thiết. Bây giờ con người vì có dịch bệnh corona, Omicron có bao nhiêu các cái virus là biến hóa thành bao nhiêu cái virus khác nhau. Và trong tương lai sẽ có nhiều virus khác mà có thể sẽ cause nhiều vấn đề. Và mình phải bảo vệ con người bằng cái cách là dừng các cái vụ nhiễm trùng, nhiễm virus qua các cái sản phẩm mà nó dừng lại, nó bảo vệ con người từ cái virus. Và mình phải rất là cẩn thận, phải sạch sẽ. Nó sẽ bảo vệ con người nên thực sự là một cái thứ sản phẩm mình cần thiết rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người.